Chào thầy và các bạn, em tên là Phạm Thế Phong, mã số sinh viên 18142357. Và hôm nay em làm video này là để trình bày về bài tập 6. Hiển thị chữ Hello chạy trên 8 led 7 đoạn sử dụng PIC16F887. Chữ Hello này thì em được lập trình là cho chạy từ phải sang trái. Đây là mạch được mô phỏng trên Protus, đây là PIC16F887. Đây là mạch tự động mạch reset khi mình nhấn nút button. Đây là em sử dụng hai port, đó là port C và port D. Bọt D này thì dùng để quét, và bọt D này thì được dùng để bọt hiển thị dữ liệu. Đây là thanh điện trở, đây là khối gồm 8 con led 7 đoạn. Ở đây em sử dụng cổng NOT là thay cho transistor PNP, tức là khi dữ liệu ở đây xuất ra 1 ở đây thì qua cổng NOT thì sẽ là không làm cho led sáng. Và đây là chương trình code. Đây sử dụng là PIC16F887. Vì ở đây mình sử dụng là tần số dao động là có tần số là 20m, cho nên là khai báo là HS. Còn là sai Hello. Hello đây thì gồm có 21 trạng thái. Dữ liệu hiển thị gồm có 8 dữ liệu, tức là gồm cho 8 con led 7 đoạn. Ở đây là 0XF, tức là lúc này 8 con led tắt. Ở đây khai báo biến, tức là có em sử dụng các biến để trong chương trình viết chương trình là biến quét N và K. Ở đây dùng chương trình con là voi hiển thị. Assign 8 EUQ, tức là lúc này là các biến để quét. For Q, Q nhỏ hơn 125, 125 tức là đây là tần số quét. Tần số quét là 125. Thì tần số quét 125 như thầy nói thì chu kỳ 33 lần trên một giây thì mắt mình sẽ không thấy được lưu ảnh. Thì lúc này là lấy 1 chia 125 là sẽ ra là 8 mili giây cho một dao động. Thì đem khai báo delay MS là 8. Ở đây là quét là bằng 0XFE, tức là lúc này cho một con led đầu tiên sáng. Tức là lúc này 4 con led đầu tiên sẽ tắt và con led cuối cùng là con led đầu tiên nó sẽ sáng. Và sử dụng vòng lặp for y bằng 0, y nhân 8, y cộng cộng, tức là lúc này từ 0 đến 7, tức là sử dụng cho 8 con led 7 đoạn. Output B, tức lúc này là quét. Output C là để dữ liệu hiển thị từ y. Delay 8 mili giây, tức là lúc này hồi nãy như em đã nói thì ở đây là mình sử dụng tần số là 125, cho nên là delay là ở 8 mili giây. 8 mili là 1 chia 125. Output C là khối F, tức là lúc này mình sẽ khi mình mà xuất ra biến hiển thị rồi thì mình sẽ output C cho led này tắt để cho chống lem. Quét bằng quét dịch qua trái 1 và cộng thêm 1, tức là ban đầu thì mình cho con led đầu tiên sáng, khi mình dịch qua trái 1 thì lúc này sẽ thành là 1111 1100, và khi mình cộng thêm 1 thì bây giờ con led đầu tiên nó sẽ sáng và con led đầu tiên nó sẽ tắt và tới con led thứ hai sáng. Và sẽ lặp đi lặp lại như vậy thì con led này nó sẽ dịch từ con led đầu tiên đến con led số 8, và vòng lặp sẽ được lặp đi lặp lại như vậy. Ở đây thì em sử dụng thêm một chương trình con nữa, đó là chương trình void xuất chữ xuất hello. Sử dụng vòng lặp for n bằng 0, n nhỏ hơn 14, n cộng cộng. Ở đây n nhỏ hơn 14 là từ 0 đến 13 luôn, có 14 trạng thái, tức là em có soạn ra cuộc đây. Đây là chữ hello của mình. Ban đầu thì tức là 8 con led này tắt là lúc này n bằng 0. Khi n nhảy lên 1 thì bắt đầu xuất hiện chữ h. Ở đây 0x89 tức là chữ h. Và tiếp tục như vậy thì ở tầng thứ 3 thì sẽ xuất hiện là hai con led đầu tiên sẽ là xuất hiện chữ he. Và tiếp tục như vậy để đến trạng thái thứ n bằng 5 thì nó sẽ xuất ra chữ hello ở ngoài cùng bên tay phải, và bắt đầu sẽ tới n bằng 3 sẽ dịch vào dần, và tới n bằng 13 thì chữ hello sẽ bị chạy từ phải sang trái và chạy hết. Đây khi n bằng 0 thì mình đã sử dụng vòng lặp for k bằng 0. Đây để đối chiếu thì mình sẽ làm song song với chương trình code. Đây void xuất hello khi n bằng 0, n nhỏ hơn 14, n cộng cộng, lúc này k bằng n.
tức là k bằng 0, k nhỏ hơn 8 cộng n, tức là lúc này k sẽ bằng 8, và k cộng cộng, lúc này dữ liệu hiển thị sẽ bằng k trừ n, lúc này k bằng 0, n bằng 0. Thì hello suất 0 tức là suất FF, tức là let touch, tức là sẽ gửi suất như vậy đến 8 cái đầu tiên là trong chương trình mình đã khai báo này rồi. Khi n bằng 0 thì 8 con led đầu tiên này nó sẽ xuất. Từ lúc này 8 con led nó sẽ tắt hết. Và tiếp tục như vậy, khi n bằng 1 thì bắt đầu 8 con led tiếp theo. Từ lúc này sẽ có xuất hiện chữ H. Và n bằng 2 sẽ 8 con led tiếp theo, và lúc này sẽ xuất hiện chữ He. Và n bằng 3 sẽ xuất hiện tiếp tục 8 con led tiếp theo, tức là chữ HEL. Và 8 con led tiếp theo, khi n bằng 4 thì 8 con led tiếp theo sẽ xuất hiện là HELL. Và 8 con led tiếp theo thì sẽ xuất hiện là chữ hello ở 5 con led đầu tiên, 5 con led 7 đoàn ngoài cùng bên tay phải. Và chữ hello sẽ chạy sang dần bên tay trái. Và bây giờ bắt đầu sẽ là 2 led đầu tiên tắt với chữ hello, và led cuối cùng tắt. Và như vậy thì chữ hello sẽ được dịch qua, và tổng cộng nó có 21 trạng thái như vậy. Ở đây em sử dụng là, ở đó hồi nãy em vừa nói xong, đó là cái cấu trúc chạy của chữ hello. Và bây giờ sẽ compile chương trình và nạp chương trình vào mạch X16F887. Đây là hiển thị chữ hello. Ở đây mình sử dụng tần số là 20 m. Em sẽ cho chạy. Ban đầu sẽ là chữ H, tiếp tục sẽ là chữ He, và tiếp tục sẽ là chữ L, L, O, và sẽ dịch như vậy đến hết màn hình. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem video này. Em xin kết thúc video tại đây.